sáng sớm thứ bảy vào chú lấy cây đây, là chú lấy cây gửi cái cây mà nay mới lấy được. Đấy, lại quay phim. Đầu tiên này, quay lại cái cụm rừng xanh này, rừng xanh đúng chất rừng xanh này. Mà cái thân lên đây, hôm trước nó còn tùm chưa nhìn thấy, bây giờ này thì, đấy, dưới ôm đã ong, ôm đã ong. Đứng hẳn ở trên này nhìn thấy này. Này đi quay từng cây một. Mấy con đang ốm chứ ạ, đi tí là phải về. Đấy, khổ thế. Đằng đầu có ngày nào cũng chưa rồi. Đêm qua chẳng ngủ thế nào. Dính món, mấy cái món ấy mệt lắm. Đau. Đấy. Lại báo giá lại cây này, hôm nọ bảo bao tiền nhỉ? Đấy, nhìn nhá. Một tảng luôn, khối. Con rùa. À. Ông cún này mẹ dữ quá. Đó này. À, tiểu cảnh đây. Tiểu cảnh làng xã đây. Cái này xanh này là xanh quê tiếc quá nhỉ. Móng. Móng à? Lá nhỏ tí. Cái này ra lá bán. Cái cả cái cục này là bao tiền? Đâu. Cả cái cục này. Yeah, that. Ngôi làng, ngôi nhà cổ khu nhỏ. Nhà cổ khu nhỏ. Ông nào cũng cầu kỳ nhỉ. Ông ấy làm được cái này hay là ông ấy đúc hay là ông ấy mài ở được cái bia to ra nhỉ? Không, ý là cháu là những cái viên nhỏ nhỏ này này. À, cắt ra chứ cắt. Chứ xẻ ra mài. À, chứ không phải là để sống hết mà. Chứ không phải là làm những cái ti này nữa, mà phải mài những cái to đi. Đó, ở đây. Chơi. Thả con cá nhỏ nhỏ đấy được. Đó, nhà ngang nhà miếc đầy đủ hết. Bến nước, cây đa, cây si, cây xanh. Đấy. Xung này là bảo bao tiền chú nhỉ? Đấy, cái này. Treo đổ này. Các bạn xong thì mưa đấy. Năm mùng 1. Tiền cả đuôi của xi này. Dạ. Tiền của xi này tiền cả đuôi. Đây này, chưa chơi. Xấu. Cũng thằng ít tiền. Quay lên sẽ có người chơi. Có người chơi. Tiếc nó bị cháy một tí đấy thôi. Nhưng chứ cũng không đến nỗi đâu. Xong cũng vẫn là tuyệt phết. Này, bữa này mà nó có 5 điền nhỉ? Kiếm được đấy. Này, buông cái phóng cái rễ to xuống đây. Xì mà giá khác thì to. Chăm bẵm nhiều năm nữa thì có khi nó lại ra hồn. Đó, sung này. Độ. Thác đổ. Chậu vào. Rồi. Phiên tới là vẫn đi chú chú. Ờ, tùy theo sức khỏe. Cho phép đi. Rồi cứ dạ, đau răng thì ra ngồi chỗ. Gầy. Tuyệt tác Hồng Ngọc Mai kìa, thế là già riêng. Cả ông hôm trước cũng mất ngủ. Có mùng 5 rồi, cây mới 18 lụ. Đã nào dày lụ. Thế mà chạm vụ phiền mà lở. Nào cho đưa ông anh vào đây, chơi. Ông anh thích đi chơi lắm.
cháu bận con cái cháu không đi được mấy. Ông anh cũng muốn đi à, tận nơi chọn hốt cả nửa vườn của chú về nếu thích. Đây này, cây sữa này hôm phiên trước lấy nhưng mà chưa có thời gian, nay mới ra mang về đấy. Sữa có món hải mà. Hải nào? Hải nào cơ? Hải đã xuống đây. À. Một cái sữa quay bạn chưa bạn? Cháu. Bán cho VTC rồi, bán cho thằng gì để quay thằng gì có tuyền tuyền. Cháu lấy về sắp mùa thu rồi lấy cho nó không không khí. Khí đẹp, nhiều mầm lắm. À. Giờ cứ thả thôi, chứ chưa làm. Thoải mái này. Tiếc cái là nó là cái thân nó không tốt. Tốt chứ. Ý là nó không phải là thân gỗ. Đây, đây, Tuyền. À. Đây sống hết cái bình sống hết đấy chứ. Này. À không, ý đây, cháu lỗ kệ nó chứ. Này. Tuyền này. À. Lỗ kệ nó chứ. À. Chân chiếc ghê phết. Cây Nhật Bản nó cần lỗ bao nhiêu chắc lỗ hai phần nó cong queo cần sống. Bắt mình làm cây sẽ chết đến thôi. À. Mình phải có thuốc bôi sơn vào. Để về đầu tư cái lọ màu. Ô, anh đấy. Anh cái phần của khô thôi, còn phần bề trong đừng có đánh. Đây này. Đây này đắt nhất vườn chưa nhỉ? Ừ, thẳng mặt trời chiếu vào mặt này, khó quay quá. Cái gì trong kia? Có ghế kia, cái xanh kia. Giá mà nói thách là bao nhiêu nhỉ? 1 triệu thách gì? Thách nói 7 triệu. Cái này vô giá. Cái đấy, cứ nhắc lên. Nhưng vô giá. Mấy hôm nữa cho lấy. Có tiền để lấy. Cái này thì không bao giờ có. Nó thật không bao giờ. Cái chậu đáng bao tiền, chậu 100.000. Là cân xứng rồi, đầy đủ rồi. Kim đi mà cổ. Kim như lét cổ. À, rồi cháu vào quá. Đi từng tí một nào. Đấy, ông có cái háng rộng ghê đấy. Đấy, nó có kèo đấy. Ừ. Cây này, giá trị kèo đấy chứ. Vâng. Kèo ông hai bên cổng. Ba cổng thân. Thì nó cổng giống mô phòng đá ông này. Chậu đẹp này. Được, chậu được. Ba chậu đẹp, đúng chậu, đúng liền. Em thử ở đâu về đấy, nghe quen quen đấy. Hà Tây mà. Hà Tây à. Ê, chơi là ở trong Thạch Thất thì ông Hùng là 4 chậu giữa. Ông Hùng siết đấy. Vâng. Nhà khi bắn mấy cái mai đẹp Hùng thích. Vợ bảo cho em đẹp cho em, nó thích cái này. Chứ bán cho mấy cái mai chưa thể. Đấy, Hùng một mai này có nắng vào này, sướng. Ừ, tiếc quá mà Đồng. Bỏ ra mình bán này không quan trọng ra. Chơi thích bạn bè biết mình, quý mình. Được. Vào một công vào không uổng. Quay con này không uổng. Về vợ nó. Ôi giời, vợ nó bảo là mấy mua mấy trăm nghìn. Con bé con dâu ra bố đừng bán. Còn mà cho ra tiền ra để. Vợ không có đây bố đừng bán cái gì đẹp thế. Ông bán xong người ta lại có cái khác. Có ra bố cái gì đẹp thế mà kia hoa. Bố đừng bán. Mà cho ra tiền nhé. Quay thế rồi. Quay không ảnh được không? Quá được. Quay này phải có nghệ thuật đấy nhá. Tất cả phim ảnh có nghệ thuật nhá. Ờ đấy, mình chụp không ra gì nhưng cũng chụp rất đẹp. Vâng. Góc quay. Góc quay này. Rồi nắng có sửa loạt. Mùa 1, mùa 2 sửa hết cây. À. Góc quay. Làm móng kìa. Đây này con mini này mà. Sang thu mới bán à? Mày thích cái để phần mày nằm đẹp để nhưng mày không chê được thôi. Không, cháu là cháu về mày tự làm. Nhưng mà giá mày rất rẻ. Giá mày chỉ bằng nửa phải khác. Không bằng nửa.
đấy, mà 1 triệu bạc là vừa hợp lý rồi. Cái này phải đấy mà ngót 5 triệu 4 triệu. Đấy. Cái này cường có giá 2 triệu 2. Cường nào? Con lụa. Còn trẻ trẻ như mày. Cái này đâu ra? Cái này hạt đại táo bỏ trở lên không mà. Có bao trở lấy ra như thế này. Đấy, lùa thì chân này. Cái này có quay lần trước rồi, nó hơi rậm lại. Nửa là 5 triệu à? Không, đỉnh quá. Cháu mà. Bán sai bán đắt mày chửi ta. Mày tao nói có gì tao rất nhớ nhá. Đâu dám chửi. Mà nói có gì tao rất nhớ, bảo chú chó đây, chú chó mình không phải mua bán với nhau. Đấy. Mà giao lưu. Đúng. Tao nói hết tao hiểu câu nói của mày chứ mình. Nó không phải, nó bán cho từng người chứ các cháu rồi à. Ăn như con mê mẩn chơi nghề thì đúng. Đấy. Người đi trước chỉ lại đúng quá. Sứ này. Nói chung là nay có ông Hồng Ngọc Mai là ngon này. Hồng Ngọc Mai ngon, ông xanh này thì thích từ trước rồi. Super mini. Và đi hôm nay mới ngớt ngớt mưa để đi lấy cái sữa. Đấy, chứ cũng hôm nọ đi lấy nhưng mà phải đi làm luôn, chú lại phải trở về. Đấy. Có cây này hôm nay rất thích nhưng mà giá nó hơi cao. Thì nào thấy các bạn, cái chậu này nó đã mê bao nhiêu tiền rồi, mấy trăm nghìn rồi, 1 triệu bạc, gần 1 triệu bạc cái chậu. Đấy, tiểu cảnh rồi, bao nhiêu năm tháng cây tán hoa như này, Hồng Ngọc Mai hoa dã man rất đẹp. Nó là tổng thể các bác, tổng thể, và hai cái bên của nó thì dễ rất rất cân xứng. Cái con lùn lùn này là bao nhiêu chị nhỉ? Đâu? Đấy, con ngoài này. Mấy thay chậu này? Đâu? Xanh này. Xanh đen đây là xanh đen nhưng mà không? Mấy thay chậu đấy đấy. Lấy 3 triệu. Đây, quay lại cái mặt của ông mini này cả. Đến tận nơi mà xem mới sướng. Sờ được tí sướng mấy triệu. Còn những ông còn lại là vẫn còn là đã từng lên sóng rồi. Dạ. Mai ra chợ à? Ra chợ. Lần trước ra chợ gì? Cái chợ nhiều người ngắm lắm nhỉ. Đá thấm thủy hợp lý. Được. Nay nhìn khác hơn hôm trước sao nhỉ? Thế. Thay chậu đúng không? Không. Trước. Tưởng hôm trước cái chậu xi măng. Không. Đấy, chắc có lẽ chốt cái cây video là của chỗ cây Hồng Ngọc Mai này. Có khi lại phải đăng ký chú cây này chứ. Không bao giờ có. Không bao giờ có. Có nhưng mà chú tìm thấy. Không có. À tất nhiên làm gì có cây giống thứ hai này được. Cây này nó rất là cấp rồi. Cây ba chân nó kèo cột mà nó chưa bông tán đẹp như thế này. Quan trọng là phối khí nhỉ. Nó phải vào với người hiền. Yeah. Cây đẹp rồi vào với người biết chơi. Cả một cái cổng, cả một cái chậu, cả một cây kèo cột cân nặng đẹp như thế này. Phải vào người hiền tai, phải vào người hiền tai. Chưa, bên này phải nhiều vài năm nữa. Tiền xem cái cây của ông Hùng xếp kia, cây hoa giấy 70 triệu chưa? Cây cái gì? Nó to hơn bé cái xung kia. Cây gì đấy? Hoa giấy. À, hoa giấy. Thác đổ. Bé hơn cái xung kia. Tưởng vào Hồng Ngọc Mai mà tầm đấy tiền hơi ít á. Đấy, chốt lại cây này. Nói chung là thích cây này, cây ông xanh con kia. Ông này thì đang ngắm vì đang hơi khó nhìn. Đây, cái này nữa, trong này đây, tiền đây. Có mọi người vào trong này đây. Ừ. Ông này đang ngắm, đây, hơi khó nhìn. Trong này đây. À. Đúng không? Đúng rồi. Không phải ở trong này đây. Ờ, đúng rồi. Không có ông 1 mà thay chọn 1 mà. Đúng rồi. Ông này nó hơi làng mà lại để với chậu ý nó không hợp. Đây. Thì mua nó có thế mà. Đây hôm tất cả cái cây sửa này toàn hôm 1 hết, nằm loạt. Cả cái này xanh thì... này, cả cái hoa giấy này. Cả cái cốt xanh giấy, cả cái kia. Ổn đấy nhưng mà cần phải tiếc cái mặt này quá. Tiếc cái mặt. Tiếc. Thôi, tiếc cũng có về có việc mà làm.
Thôi được. Để biết cái mình kết để còn bước tiếp theo nè. Đó. Chơi liền một hôm này là vỡ trận. Chết. Cứ dần dần. Nào gọi mấy ông anh vào đây chú thoải mái một nước chè, cũng phải làm một nước chè đây. Không ổn, hôm nay không ổn. Đưa khách đưa anh em đến chơi này không ổn. Không có nước chè không ổn. Không đây phải làm ấm đây xong ngồi làm đạo cái cối. Xong rồi về điện nhá. Rồi. Mang phích nước mà ấm chuyên ra nhá. Rồi đấy. Cốc chén sạch sẽ nhỉ. Thế nói chuyện nó mới vào. Vừa ngắm cây vừa uống nước. Rồi. À. Rồi vâng. Vừa uống chè vừa ngắm cây. Ừ. Nhất trí. Xong rồi về. Làm lại về mà cứ phải đứng ở kia chờ cổng phải chán lắm. Làm phích nước. Rồi. Có rồi, toàn phích nước. Các ông anh mê cây lại có điều kiện. Thằng em này thì chỉ là cầu nối thôi. Phụ dưới cổ đấy, không nào chơi chơi. Rồi, để hốt cây kia về đã.